Hello cả nhà. Trước mặt các bác đây, đây là một siêu phẩm xe mô tô với mã sản phẩm là 450L. Hôm nay mình sẽ tự tay mình sẽ đập thùng nó ra để các bác biết là xe mô tô 450L hôm nay nó là như thế nào. Đấy. Hôm nay mình sẽ chỉ có cảnh đập thùng nó ra thôi, chứ còn chưa lắp ráp lên. Lắp lên như nào thì mình sẽ có một video sau. Nhưng mà nếu mà các bác quan tâm thì có thể theo dõi kênh của Hoàng Thống để có những cái video mới nhất về cái xe này. Hôm nay mình sẽ tự tay lắp đập thùng nó ra. Ok bác. Đây rồi. Sau một hồi phá thùng giấy thì anh em đang thấy trước mặt đây. Đây là một cái xe hoàn chỉnh của chiếc xe mô tô. Nhưng mà bản này thì anh ấy có độ thêm một cái phần cái thùng đằng trước này, và thùng đằng sau và thùng đằng trước này. Đấy. Nhưng mà cái hốc để đồ đằng sau này và hốc để đồ đằng trước. Đây có cái sạc điện, có cái cổng USB này và cái sạc điện 12V. Cái thùng của nó được làm rất chắc chắn các bác nhá. Cái thùng của nó được làm rất chắc chắn. Cái thùng làm rất chắc chắn luôn. Thùng được làm rất chắc chắn luôn các bạn. Lốp của nó, hoa lốp. Mình sẽ xem cái thông số của nó xem. Đây, hơi bí. Là răng 12. 800. Từ xem cái lốp sau. Mình sẽ xem cái lốp sau các bạn nhé. Đây là cái lá răng 12. Đây là một lá răng nhôm đúc các bạn nhé. Nhôm đúc phay xước. Rất đẹp. Có thương hiệu xe mô tô luôn. Xe này có sử dụng 4 phân đĩa rồi. Chắc chắn là 4 phân đĩa rồi các bạn. Đây, 4x4 này. Xe 400L EPS. Đây, cùng tay lái. Hệ thống rất chắc chắn luôn ạ. Hơi tối phải không các bác? Em sẽ đại khái là giờ này cũng buổi sáng, mùa đông ở miền Bắc nó khá là tối. Đây là cái thùng phụ kiện đi sau, em chưa biết là cái gì. Đây là cái tờ này. Đây có thể là ắc quy. Đúng rồi các bạn, đây là ắc quy của nó. Thương hiệu Sep. Đèn khá là sáng ạ. Chắc chắn luôn. Rất chắc chắn luôn. Đây, bây giờ em có thể cho bác cái thông số của lốp của nó. Nhưng mà lốp trước và sau chắc chắn sẽ khác nhau. Lốp sau là 24x10 trừ 12, cái lá răng này khác nhau. Lốp đằng trước sẽ là 800, còn lốp đằng sau là 10. 24x10. Để em xem lại cái thông số này xem nào. Sẽ hơi bị khuất. Tháng tuần thứ 42 năm 2020. Đấy, rất mới luôn ạ. Ok. Lát nữa em sẽ bỏ cái lớp áo này ra thì em sẽ cho những cái hình ảnh chi tiết cho anh nhé. Đấy các bác ha. Từng cái khung của nó được làm rất chắc chắn luôn ạ. Rất tây luôn. Nhiều cái khung nó chắc chắn, chắc lịch luôn các bạn. Từng cái khung chắc chắn, chắc lịch luôn. Rất tiếc là hôm nay các bạn này chưa dạy rồi này, chưa review chi tiết để cái cảnh đập thùng tàn bạo tí. Từng cái thứ nó
ghép lại rất chắc chắn luôn, đúng là đồ Tây khác. Sập vào kit CNC luôn. Sập vào kit xin xịt luôn, đúng là đồ xịn sầu. Nhìn cái chất liệu làm khung của nó nhìn đã khác hẳn so với các loại xe khác, bởi vì Hoàng Thống làm xe ATV khá lâu rồi nhưng chưa được tiếp xúc với những cái loại xe mà cái khung nó làm đẹp như này. Công nhận là đẹp thật này. Ok, để Hoàng Thống tiếp công việc này.